Ủa em làm nghề lắc vòng hả? Không. Ôi Bo mới ở nhà anh tập thể dục bằng cách đó hả Bo? Được rồi chứ bộ. Lựa nha, lựa nha. Đúng rồi, lựa cho lên. Từ từ, anh ơi, bây giờ em đang có trớn, em đang có trớn. Nhanh, nhanh, nhanh. Ai rồi bóc tay. Hồi nãy em tưởng anh nói. Không nói hả? Không có nói. Ủa? Ủa? Mọi người ơi, anh Quyền Linh có nói bóc tay không? Có đúng không? Mọi người, anh Quyền Linh có nói bóc tay không? Có, bằng ngó mà, có. Anh thấy không? Ai cũng nói anh kêu anh bóc tay. Ủa, tôi có nói hả? Có. Ống nhựa hoa sen hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Bây giờ trên tay Quyền Linh đang có một quyền ưu tiên dành cho ba em. Nếu mà muốn có quyền ưu tiên này cho ba em thì hai bạn phải vượt qua thử thách của chương trình. Dạ. Thử thách đó là gì? Một bạn sẽ lắc cái vòng này, một bạn sẽ lựa màu nào ra màu đó. Lựa hết cái này thì thôi. Dạ. Nếu mà hồi lắc vòng mệt đổi qua một nửa xong đổi qua người khác. Dạ. Mà không phải là thời gian nó dài đâu. Thời gian chỉ có 3 phút thôi. 3 phút. Nếu không lập được điều đó thì coi như là không lấy được quyền ưu tiên luôn. Dạ. Lắc nhanh, lựa nhanh. Được chưa? Nếu mà nghỉ lắc là cũng không được không được lắc lại luôn. Đúng rồi. Ủa sao bom do anh cầm vòng vậy? Thì cầm trước cho nhanh. Anh lắc hả? Em lắc hả? Dạ. Thôi lắc luôn, lắc luôn, lắc luôn. Ủa, anh lắc luôn cũng được không sao? Không được cũng phải lắc. Rồi, 3 phút, có thể lắc phút rưỡi. Nhường đây phút rưỡi. Anh, đây là mình lấy quyền ưu tiên cho các bạn. Nên là nếu mà anh lắc không nổi là anh phải gọi em liền nha. Đúng nha, okay, okay, okay. Không có quyền ưu tiên là anh mà dừng là em cũng phải dừng. Đúng đó. Rồi, chuẩn bị 3 phút, bắt đầu. Lắc, trời ơi, được quá vậy. Trời ơi, lửa, lửa, lửa. Trơm, lửa mau lên. Lẹ không, anh sắp úi vậy rồi. Lửa nhanh lên, nhanh lên. Đó, trời ơi, bom lắc cũng được quá. Lắc, nhanh lên, không được dừng. Đại nó xuống nó mới lên được anh. Vậy đó hả? Trời ơi. Chứ nó lên gần em lắc không được. Ủa em làm nghề lắc vòng hả? Ôi Bom ơi, ở nhà anh tập thể dục bằng cách đó hả Bom? Được rồi, chứ bộ. Lựa nha, lựa nha. Đúng rồi, lựa cho lên. Từ từ, anh ơi, bây giờ em đang có trớn, em đang có trớn. Nhanh, nhanh, nhanh. Lên, lên, Bom ơi, ráng, 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 ráng. Ráng. Ngừng lại, ngừng lại. Trời ơi. Lắc đi, lắc đi, lắc Bom. Dừng lại, dừng lại. Lắc, lựa. Đó, dừng lại, lựa. Không lắc, không lựa. Lắc là lửa, lửa là lắc. Được không? Được không? Ê, hơi đuối. Đuối đâu rồi? Đuổi gì đuổi, đuổi, không được rồi kìa. Đuổi rồi kìa. Rồi, lửa mới lên. Lắc. Thấy vừa có vẻ là lắc gì luôn à. Nhanh lên, nhanh lên. Bóp ơi, xiên qua, xiên qua, xiên qua lẽ. Ủa, phải xiên hả? Xiên được lẽ hả? Nhập cũng được, nhanh lên. Trời ơi, anh này, ai bóp ơi. Lắc là lắc. Rồi, đó. Trời ơi. Lắc nào luôn, đúng rồi. Đó là gì luôn. Còn một phút nữa. Một phút không tắm luôn ha. Nhanh lên, nhanh lên. Bên này, bên này, bên này. Nhanh lên. Rồi, rồi, tiếp đi. Coi chừng xuống, coi chừng xuống. Đây, đây, đây kia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai rồi bóc tay? Hồi nãy em tưởng anh nói. Anh nói nào, anh không có nói. Ủa? Ủa, mọi người ơi, anh Quyền Linh có bóc tay không? Có đúng không? Mọi người, anh Quyền Linh có nói bóc tay không? Có, bằng ngó mà, có. Anh thấy không? Ai cũng nói anh kêu anh bóc tay. Ủa, tôi có nói hả? Có. Tôi có nói thì thôi, chạy luôn. Rồi, coi chưa xong. Trời ơi, ép tôi nói luôn ha. Như quyền ưu tiên này, dành cho các bạn. Yeah. Mở ra đi. Yeah. Và quyền ưu tiên của ba bạn đó chính là... Được giảm 10 trong cháu. Chúc mừng. Như vậy là chúng ta đã có quyền ưu tiên rồi. Hy vọng là thử thách sẽ nhẹ nhàng hơn đối với ba em. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Trí, Nhi và Sơn. Ống nhựa hoa sen hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt.